hùng lệnh. Và chúng ta sẽ có được cái câu hỏi thứ ba ngay sau trận đấu ngày hôm nay. Vâng. Đến với trận đấu giữa Thor và Rampage Nhật Nguyệt Studio với Thiếu Lâm. Khai sử. Rất là bình tĩnh đến từ phía hai anh hùng của chúng ta. Mãnh hổ khiêu dâm đến từ phía Thor lao vào rồi, mặc dù vậy sẽ thì có kéo xích. Không, như vậy là cái kéo xích mà Thor đã có thể có lẽ là đỡ được pha vừa rồi. Búp một cái kim trung chảo lên để lượng máu của Thor có thể lại bằng với cả Rampage. Bây giờ thì là đây là La Sát Sách Mệnh. Vâng, một pha phản thủ vi công của Rampage. Sẽ có kéo xích bị tung tay rồi, sẽ là đạp côi trì bộ. Cùng với đó là bất động minh vương luôn. Chúng ta có thể nhìn thấy số máu của Thor. Vâng, sau đó là một pha luân hồi vô thường và vô uyên địa ngục. Vâng, nó là một pha vô uyên địa ngục, nhưng mà luân hồi vô thường có lẽ là sẽ phải sao skill. Và bây giờ thì tiếp tục là mãnh hổ kiêu dâm đến từ phía Thor. Điền Nguyệt thành công rồi. Điền Nguyệt thành công rồi và bây giờ sẽ là đồng sinh tử băng đến từ phía Thor. Điền Nguyệt vâng nặn ra rồi. Cuối cùng đã ra và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến cuộc đấu tiếp theo. Lạc Mã Đình Phong tiếp tục focus vào phần dưới váy của cô nàng Rampage. Chính xác. Cuồng phong quyển địa có lẽ là một màn sau khi mà đánh xuống dưới sẽ là tốc váy lên. Vâng. Có lẽ đây sẽ là cái skill mà nó tốc váy lên của Rampage. Tiếp tục là mãnh hổ kiêu giản này thì biết có Điền Nguyệt nhưng đỡ trượt rồi. Bây giờ sẽ là một pha vô uyên địa ngục. Vâng, một pha vô uyên địa ngục để cầm chân Thor. Sẽ là gì đây? Lạc Mã Đình Phong rồi. Tiếp tục là những pha sàm sỡ của Thor nhằm vào cô gái Rampage, vị anh hùng nữ của chúng ta. Lượng máu của Rampage rõ ràng là mất nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì Thor là người có cái khả năng bút máu rất hay với kim trung chảo của mình. Vâng, đã kéo lại rồi. Sau đó là đạp hồi trì bộ. Chắc chắn sẽ là bất động minh vương. Vâng, số máu của Thiếu Lâm lúc này như tụt huyết áp vậy. Sẽ là vô uyên địa ngục tiếp theo. Vâng, một chiêu phản thủ nhưng mà trượt. Phản thủ vi công rất hay đến từ phía Rampage. Điểm Nguyệt rồi. Tiếp tục là một màn nặn của Thor nhưng không có nặn. Chỉ có một pha thấp váy của Rampage lên mà thôi. Vì sao lại như vậy nhỉ? Không hiểu lắm, mà kéo xích nhưng trượt đến từ phía Rampage. Tiếp tục là những màn mà Rampage đang có lợi hơn. Thor sẽ phải búp kim trung chảo mà thôi. Lao vào rồi. Lạc Mã Đình Phong chính xác đến từ phía Thor nhằm vào Rampage. Chắc sau chắc đó là gì đây? Mãnh hổ khiêu giản rồi. Rampage đã có thể bị Điểm Nguyệt không thể đỡ được. Bây giờ mới lại đồng sinh tử băng. Sẽ là một màn nặng của Thor và một lần nữa thì nó lại là Tiêu Phong Quý Hải. Không, như vậy là đánh tay mà thôi. Đánh tay mà thôi. Làm gì đây? Lao vào rồi. Đánh cho Rampage. Tại sao lại không có một pha vừa rồi là vi công đây? Chính xác. Vẫn tiếp tục là mãnh hổ khiêu giản. Số máu của Rampage lúc này đang là ít hơn Thor. Ai là người bất động minh vương rồi để có thể hồi máu? Ai là người combo chính xác ở trong trận cái phát cái này? Phát cuối cùng này sẽ là người giành chiến thắng lúc chính này rồi. Thì kéo xích nào? Đã có rồi. Kéo được rồi. Vâng, được vâng, như vậy đạp là đạp chi bộ hay rất hay, đạp của chi bộ vô uyên địa ngục và luân hồi vô thường đã kết thúc trận đấu của chúng ta.